Hello mọi người, Ka đây. Như mọi người đang thấy thì Ka đang vô nhà của anh Sam Yusu. Đây, vô rồi đây. Mọi người biết hôm nay tôi vô nhà người ta để làm gì không? Mọi người có biết là đã bao lâu rồi? Thấy Ka review nhà. Quả vừa rồi mọi người chưa cảm thấy vui khi coi clip của Ka thì Ka quăng thêm cái mặt này. Sao mà đó được? Quay trở lại với mục đích chính. Ka đang trong nhà của anh Sam Yusu. Anh này lúc nào cũng mở tiệc ở Việt Nam mình. Tôi nghĩ là chắc tại vì Việt Nam mình xiên thả sao á, với lại cũng thân thiện hòa đồng, cho nên ảnh mới tổ chức tiệc ở Việt Nam mình để chơi với người Việt Nam mình. Tôi qua đây để mà xin ảnh được review ngôi nhà của ảnh, nhưng mà ảnh đang treo rồi, cho nên thôi chắc khỏi phải xin. Cái gì ảnh thấy clip này thì ảnh có kiện cáo gì thì mình xin sau. Tôi chỉ review thoáng qua khi mà ảnh mở tiệc, tại vì lúc ảnh mở tiệc thì có khá là đông người vô, cho nên tôi không thể nào mà review chi tiết từng cái khu của trong nhà của ảnh được. Tí nữa tôi sẽ rủ team kỳ cục vô review sau. Nhà này thì tôi được Green, tức là trợ lý của tôi á, chỉ cho tôi vô để mà review. Nói chung là mấy nay tôi có tâm sự với Green là: Green ơi, giờ anh mấy nay anh không có review nhà, cho nên em kiếm nhà nào đẹp đẹp xinh xịn cho anh. Thế là Green chắc cũng kêu tôi qua nhà này cả tháng nay rồi, lúc nào cũng hỏi anh review nhà không, em dắt anh qua cái nhà này. Đó là nhà của ông này, cũng dắt tôi qua vài lần rồi nhưng mà tôi ít quan tâm, tôi không có để ý á. Nên là bây giờ tôi mới bắt đầu làm clip và tôi mới vô tôi coi chi tiết hơn, chứ còn trước chỉ coi thoáng qua thôi. Cái điểm hay ở nhà anh này là mỗi khi tổ chức tiệc ở Việt Nam á, thì sẽ có người chơi ở Việt Nam mình vô từng khu của ảnh để mà cosplay thành nhân vật ở trong đó. Thí dụ như có bà này đang cosplay làm cô giáo nè, rồi dưới có học sinh. Bước vô cái tiệm giống như cái tiệm pizza thì cũng sẽ có người ở Việt Nam mình luôn cosplay làm người bán pizza. Đấy, hai chị bán pizza đấy, y chang luôn, thấy không? Rồi tiệm cà phê cũng có nữa. Đấy, có chị cosplay làm người bán cà phê đấy, y chang luôn. Đây là toàn cảnh nhà của anh Sam Yusu khi mở tiệc ở Việt Nam. Còn đây là nhà của anh Sam Yusu khi mở tiệc ở châu Mỹ hay châu Âu vậy, quên mất tiêu rồi. Châu Mỹ. Ừ, đang bên châu Mỹ. Đấy, khổ, chỉ nhớ kém mọi người ạ. À, chỉ có mỗi team của Ka có mấy người là Ka, Green, Mika với Chuppy đang ở trong nhà này để review cho mọi người coi cái nhà này thôi. Bây giờ mình cùng đi review kỹ hơn từng khu nhà. Trước tiên mới vô là mọi người thấy Mika đang làm gì không? Em bé thích cái này, từ từ để cho bé tuột lại. Ý. đâu lại rồi. Ý. Ý. Tuột hết dốc con coi. No. Được đấy. Đây mới là người của, mới là con người thật của em. A few moments later. Rồi chị chơi chán chưa chị? Chưa. Ở đây review mấy khu khác. Đập vô cái là cái đây là nè, bốn cái bồn cầu trước mặt nè. Ba nhầm bốn cái ghế. Bốn cái ghế kem. Dạ. Khổ thiệt. Hai anh có hai bên là hai anh vệ sĩ màu tím. Bảnh phết đấy. Ngôi nhà được chia này làm rất là nhiều khu. Đây, như đây là khu trường học. Không, đây chỉ là cái lớp học nhỏ thôi nè, chứ mà cái trường nữa. Học sinh bị phạt lớp mặt cho tường là ngồi đấy hả? Sướng nha. Bị phạt còn được ngồi ghế mặt cho tường nữa. Thôi chứ tôi cũng ước khi được phạt khỏi cần phải học. Không anh, ngồi ghế vậy mới gây sự chú ý, mới biết là chỗ đó là chỗ bị phạt chứ. Không để ghế sao biết được. Ừ, hợp lý. Trường mẫu giáo. Trường mẫu giáo. Này phòng mẫu giáo. Đây có tên teacher nè. Cái này mỗi khu á chỉ làm có một xíu gì thôi, nhưng mà nó đẹp, nó gọn gàng. Còn cái xe Lamborghini này thì cũng sao? Là chà băng. Xe này là gói nào vậy mọi người? Xe này là như VIP cũ ấy. Cái này VIP cũ hồi xưa ấy. Đẹp không? VIP cũ của hồi xưa. Ôi, lúc đầu Ka tưởng nó là ông này ông đặt chiếc Lamborghini ra xong rồi ông để cái giường lên chứ. Có chiếc Lamborghini màu vàng giống mà. Ồ, lên tiếp khu này có gì? Này bé bị tuột rớt xuống đất luôn. Đây là nhà băng. Đây là nhà băng hả? Là nhà làm bằng băng nha, chứ không phải là nhà băng là ngân hàng nha. I love you. Hẹn hò. Rồi đến. Cho tụi anh hẹn hò em. Lớp litter. Bà bé ngồi đây hẹn hò đi. Ê, cái khu là cái khu ở bên giữa Balaya có đúng không? Chế tạo ra á. Ôi, nhìn xuống dưới cả như cả một khu phố vậy. Ờ, ở dưới, ở thì nó là cả khu phố mà em. Trên này ghi là đây là khu vực an toàn. Nè, cái bảng này ghi là đây là khu vực an toàn. This is safe. Lên. Chỗ này an toàn. Nhưng mà mình chui vô thì mình tuột thẳng xuống dưới luôn. À, an toàn dữ chưa? Cái này là shop kẹo. Candy shop kẹo. Oh. Shop kẹo nhưng mà có bán mì nha, có bán dừa nha, cái gì cũng có bán luôn. Rồi, có quần gì cũng có luôn. Quầy sáng tạo quá nhờ. Cái chỗ này là cái chỗ để cái quầy để mà đứng bán nè. Quầy đứng bán ở đâu? Nè. Em đang ở đâu vậy? Đấy. Sau lưng quầy nè. Đây. Đấy, có cái quầy đứng bán nè. Hợp lý nha. Tiệm net thì bình thường. Ôi, thôi. Mấy khu này thì không có gì lạ. Anh ơi. Gì bé? Bé đâu rồi? Bé nó vui mà. Bé. Ma. Đâu? Đây. Hộp xương anh bấm cái nút chấm này nó ra. Rồi con ma ra. À. Sáng tạo. Nè mọi người bấm vô đây là cái xương, có cục xương nó lú lên từ dưới thùng rác nè.
ảo thật đi. Chỗ này là khu trung cổ, có cái kiểu giống như là cái khu gọi cái này gọi là cái gì ta? Cái này giống nhà vò. Ui. Cái này là cái nhà thờ đúng rồi, cái này là cái nhà thờ. Vô đây đi lễ. Đi lễ bé. Ủa mọi người đâu vậy? Đây, nhà thờ bên này. Đến nhà thờ nè, đi lễ chị ơi. Đi lễ. Rồi. Đọc đi cha. Cha Green. Anh vô xe Phạm Quốc Lộc. Chị đang nhận chiếc này làm lễ chỉ, làm tính gì? Làm tính chỉ tình yêu và làm chung thủy của em. Ủa, lộn. Đúng rồi. Ê, là... Không phải chứ mà. Ủa anh, xin là xin. Vậy là cha hỏi khác. Không, cha hỏi khác. Cha hỏi là anh con du xe Phạm Quốc Lộc. Có nhận chị Maria Phan Thị Phương Hành làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy suốt đời hay không? Thưa, có. Nói gì á? Tiểu lời hứa trong bên đạo á gì anh du xe Phạm Quốc Lập nhận em Maria Phan Thị Phương Hằng làm vợ và hứa giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em suốt đời anh. Ảo thế đi. Dạ con không đồng ý. Dạ con không đồng em ý. Con không đồng ý. Em sẽ là người vợ mà anh Hằng yêu thương, tôn trọng, ngưỡng mộ và đội trên đầu ấy và tin tưởng suốt đời. Hôm nay trước Thiên Chúa cao quý. Là hai con tới đây hai con có bị ép buộc không? Thưa, có. Dạ có. Ờ quên đi tiếp mà vô đi lễ cái ở trong này luôn à. Đi lễ trong này luôn hả? Khu này là khu cho thú cưng nè, pet shop nè, khu này khu cho thú cưng. Ủa sao em lại bỏ qua cái phòng game này vậy? Anh đi qua rồi. Khu này khu cho thú cưng thôi, không có gì hết. Anh ca đây có cái hẻm, có cái thùng rác, có cái khâu lương kho báu này mang về. Pet không có gì đặc biệt, pet này pet củ bắp, ông này nuôi pet củ bắp quá. Đẹp hơn anh rồi đó, ăn được. Cái nhà này là cái gì? Cái này là cái tiệm mì đúng không? Tiệm ramen nè. Ừ, có thấy cái phong cách cái kiểu quán mì ở bên Nhật nó hay làm kiểu này ha. Ở trước sẽ có một cái bạt che xuống gì, xong vô trong đây ngồi ăn có lại tiệm mì. McDonald's hả? McDonald's nè. 1,29 đô nè. MC Chicken là 2 đô nè. Nugget là 6 đô nè. Chicken sandwich nè. Ê, ngân hàng. Người lên súng đâu, chuẩn bị súng em. Anh có thấy đối diện là cái gì không anh? Anh có thấy đối diện là cái nhà tù không anh? Anh biết anh đi vô trong đó rồi, anh đi vô đây luôn á. Ây da, đời con hay quá nha, hợp lý quá nha. Chưa vô ngân hàng, cướp ngân hàng cái là qua đây là chưa kịp ra kia là vô tù luôn. Ấy, Green cầm còng cả luôn rồi kìa. Bắt anh rồi. Hợp lý đấy. Đây, súng đây. Đi lên đây lấy súng. Lên đây lấy súng. Không, anh đi vô đây. Anh đi theo em. Lên đây lấy súng đi, cướp ngân hàng nè. Nhanh lẹ làm chuyến làm phi vụ này xong rồi tụi mình giàu luôn nè. Bé chị chùa bỏ tiền cho nè, đi. Đâu. Đi bé, bịt mặt lại bé để camera quay thấy bé. Đây hả? Đây. Không sao. Bé tầng hình mà. Đây. Ôi. Bảo tiền một cây. Rồi xong rồi. Vô mánh rồi. Làm chuyến này về giàu luôn rồi. Thôi, xong rồi qua nhà tù em. Đi. Cảnh sát đây. Chết mẹ, bị bắt rồi. Rồi, anh đi thôi em. Rồi, dính bẫy rồi, chết mẹ, dính bẫy rồi. Đi lẹ cảnh sát, đi lẹ, dắt đi tù mà cảnh sát đi chậm hơn tội phạm nữa. Anh bước cái súng ra. Súng ra. Bắt cái chị luôn, mình cầm súng kìa. Gọi đi tù xong rồi sao nữa biết không? Đi tù xong rồi ra tù nè. Giờ ra tù đi uống cà phê, mọi người. Đi tù ra tù trước tiên là vô quán cà phê. Đi tù xong trước tiên ra uống cà phê để chuẩn bị hòa nhập với cuộc cộng đồng đúng không? Làm lại cuộc sống. Hợp lý. Ê, có chỗ bỏ rác đồ giống bên Nhật chưa nè, một cái là để nước, một cái là để đá. Nó phân loại đồ. Phân loại. Plastic với lại plastic về rác chay được. Đúng rồi, uống cà phê xong đau bụng, ngộ độc thực phẩm, đi qua bệnh viện. Bệnh viện đó nè. Vậy là cái bệnh viện này nó Rồi lên chữa anh cái, lên nặng giùm anh cái bụng á. Ta phải cứu số bệnh nhân. Từ từ, thấy Bi làm gì bên này vậy? Cái này. Bé lên. Cái này là cái gì ta? Bệnh viện này nó liên kết với cái quán cà phê rồi. Rồi, cái xe này đề co làm sao ta? Xe này xe đề co đúng không? Xe đề co giống cái xe ấy này nè. Xe đề co giống cái này kiểu
Ý là xe này là mình gắn từng khối hay sao? Gắn khối á. Gắn khối. Gắn khối á. Hay vậy? Cái này là đau bệnh không có đi được, đẩy xe này đi ăn đi uống. Oppy Ray là sao? Đây 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 đây. À, Oppy Ray là đi ra ngoài. Rồi. Oppy Ray là phải đi ra ngoài. Nghĩ đi trong nhà có gì em? Rồi ông này đề co Oppy Ray nhìn cũng khó phết ấy. Có hai đứa ở đây đứng đánh trống ở đây nè. Trống này trống này coi đạo phía kia sao. Nhỏ này đứng đánh trống, thằng này đứng nhìn nè. Trời ơi nha. Rồi đến đâu rồi? Cái mặt đâu rồi? Đúp cái mặt coi coi. Mặt vô. Mặt em lên mà. Đi hết cút rồi. Đẩy hết cút rồi. Rồi đến ngay nhưng mà bé chưa ngay nè. Rồi thẳng ra thẳng mặt ra là ngay á Bi. Rồi. Đấy ok, nhưng mà khúc này thì lên thêm hơi méo. Tập tạ đi. Ê, lên. Ui. À. Ở trong nhà tù á, anh vô mà. Tập tạ ở ngoài này nó nhẹ nhàng hơn, hít thở không khí vậy mà. Đó rồi mọi người ạ. Đấy mọi người, vừa rồi Ka với lại team kỳ cục gồm có Bi và Green, Mika vừa review qua nhà của anh Sam Jutsu. Nhà của anh Sam Jutsu này thường xuyên mở tiệc ở Việt Nam, anh này chuyên môn mở tiệc ở server Việt Nam của mình luôn. Đó, ảnh nè. Quầy, nhìn bảnh tỏn phết nha. Anh cũng có kênh YouTube là Sam Jutsu. Nếu như anh coi được cái clip này thì nói chung chắc anh không hiểu đâu. Tại vì em cũng có qua nhà anh lúc anh mở tiệc, em xin review rồi. Nhưng mà lúc đó anh không có đọc được, anh không có thấy. Em chào mà em vơ tay, em chào quá trời chào mà anh ngủ như chết ấy. Vậy nên em đã review mà em không có sự xin phép. Có gì anh có coi được clip này thì anh cho phép em review. Nếu anh hiểu anh Sam Jutsu anh xem được anh comment cái comment ở dưới comment gì ta nha. Cái này tên giống cái tiếng Nhật ta. Sam Jutsu Jutsu thì đúng rồi. Hey Sam Jutsu, if you seen this clip you can comment gì ta ở dưới. Nói bye bye mọi người có cái nhà nào mà đẹp hơn không, có cái nhà nào mà kiểu có phong cách độc lạ cao không, review theo kiểu nhà đẹp mà cao review theo kiểu phong cách độc lạ. Nếu như mọi người có cái nhà nào mà có phong cách độc lạ thì mọi người để lại bình luận bên dưới cho Ka để Ka cùng với team kỳ cục đi review. Bye bye mọi nói người gì à? nói gì à? Bye bye mọi người nha. Bye chào. Ê con cá này cái miệng này cá băng à, mỏ giống mỏ bé ghê. Chào trái cái đầu bây giờ.